Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm nay được dự báo tích cực hơn năm ngoái, dù khó khăn có thể còn kéo dài đến cuối quý 2. Theo nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế Luật, nhận định này được nêu tại báo cáo kinh tế vĩ mô thành phố Hồ Chí Minh quý 4 do nhóm nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế Luật thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố. Thành phố Hồ Chí Minh được xem là đầu tàu kinh tế của cả nước. Năm nay thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng 7,5 đến 8% tương đương kế hoạch năm 2023. Tuy vậy, phân tích các dữ liệu, các chuyên gia phân tích cho rằng, kinh tế thành phố còn khó khăn ít nhất nửa đầu năm nay, sau đó hồi phục. Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh rất nhạy cảm với các điều chỉnh của chính sách tiền tệ, do vị trí và vai trò quan trọng của thành phố, nhóm nghiên cứu nhận xét. Theo họ, điều chỉnh lãi suất Việt Nam đồng tác động trực tiếp đến khu vực kinh tế nội địa, trong khi đó, giao động giá Việt Nam đồng với đô la Mỹ và nhân dân tệ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là khu vực FDI Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh có thể diễn ra những cuộc sàng lọc tự nhiên chưa từng có khi các gói hỗ trợ kinh tế phục hồi đến hạn theo báo cáo. Do vậy, nhóm chuyên gia trường Đại học Kinh tế Luật khuyến nghị chính quyền thành phố cần đưa ra dự báo, phản ứng kịp thời trước các đợt điều chỉnh về lãi suất, tỷ giá về trung hạn thành phố nên hợp tác vùng Bình Dương, Tây Ninh để tạo thành mô hình vùng kinh tế hợp nhất giữa ba địa phương nhằm tận dụng các chính sách đặc thù mà đầu tàu kinh tế được hưởng từ nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù của Quốc hội. Theo đó thành phố Hồ Chí Minh có thể tập trung vào hai nhân tố định hình năng lực mới là công nghệ chiến lược và khởi nghiệp sáng tạo. Tây Ninh giữ vai trò chủ chốt trong cung cấp nguồn lực về điện, nước, nông sản và tín chỉ carbon. Còn Bình Dương nổi bật với tốc độ mở rộng công nghiệp gắn liền với xuất khẩu, có thể phát triển trong liên kết chặt chẽ với Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2020, tăng trưởng kinh tế thành phố góp gần 22% vào GDP cả nước. Con số này giảm trong 2 năm sau đó, lần lượt gần 15,5% và 15,6%. Năm ngoái GDP thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 1,62 triệu tỷ đồng, tăng hơn 5,8% so với năm 2022, nhưng thấp hơn 1,7 đến 2 điểm phần trăm so với mục tiêu. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 4,3% so với năm 2022. Khu vực công nghiệp tăng trưởng ở mức cao hơn mặt bằng chung cả nước nhưng đang giảm tốc so với chính thành phố Hồ Chí Minh năm trước. Thương mại dịch vụ tăng mạnh nhất năm qua gần 6,8% trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,6%, nông lâm thủy sản và công nghiệp xây dựng tăng lần lượt 1,53% và 4,42%. Doanh thu du lịch đạt trên 160.000 tỷ đồng, cao hơn 25% so với năm 2019. Riêng lưỡng hành xác lập doanh thu mới vượt mức đỉnh năm 2022 khoảng 1.000 tỷ đồng.